Alo, chào các bạn. Hôm nay là tối thứ ba và mình rất là vui live stream với các bạn chủ đề về khởi nghiệp, đúng không? Lâu lắm rồi chưa live stream về chủ đề khởi nghiệp. Đây là cũng chủ đề mà mới lúc chiều nay mình live stream cho các bạn ở một cái cộng đồng gọi là Alo Guru. Các bạn trong cái cộng đồng đó, bên Alo Guru đặt hàng, mình live stream cái chương trình chuyên về cái khởi nghiệp này. Và tối hôm nay, ngay giờ này mình cũng live stream các bạn về cái chủ đề này. Bạn nào mà hồi giờ chưa khởi nghiệp mà chưa biết cách khởi nghiệp, và chưa biết cách khởi nghiệp như thế nào, thì các bạn có thể là đặt cho mình câu hỏi. Và hồi chiều thì cũng có những cái câu hỏi. Và tối hôm nay mình cũng thông qua những câu hỏi này mình gửi đến cho các bạn một cái chủ đề nói về khởi nghiệp mà. Và cũng từ tuần vừa rồi cho tới tuần này mình mới có dịp live stream với các bạn, nên bây giờ chúng ta cùng nhau làm quen tương tác nhau đi các bạn ơi. Bạn nào đã biết mình rồi thì chúng ta làm quen, giới thiệu về tên các bạn, giới thiệu bạn đang ở tỉnh nào, khu vực, vùng miền nào. Vâng, chào bạn Thâm Tân. Bạn nào mà lần đầu tiên mà biết mình và xem mình live stream thì các bạn comment số 1 xuống đây, để sau khi live stream xong thì mình sẽ làm quen với các bạn, kết nối với các bạn sâu hơn. Bạn nào mà đã biết mình rồi thì các bạn giới thiệu làm quen, kết nối với nhau tất cả mọi miền trên khắp mọi miền đất nước, chia sẻ live stream này đến cho nhiều người các bạn. Chào bạn Phạm Yến Linh, rất là vui làm quen em. Và nhất là phải là chia sẻ live stream này về nhà các bạn nhé. Chào bạn Nguyễn Đức Thắng, tuyệt vời. Chào bạn Xuân Hạnh. Ok, mới chiều gặp em rồi. Chào bạn Lương Thế, ok, số 1, tuyệt vời. Sau live stream này mình xem các bạn. Trâm bán hoa tươi, cảm ơn bạn Trâm bán hoa tươi. Thông Cao Văn, ok, tuyệt vời. Tiêu đề A tới A thú vị quá. Làm em tò mò vô ngay, ok, tuyệt vời. Và các bạn đặt cho mình những câu hỏi liên quan tới khởi nghiệp đi. Và mình sẽ chia sẻ cho các bạn. Nhanh lên, các bạn chia sẻ đi. Và bây giờ chúng ta đi thẳng vào chương trình liền ha. Bạn nào mà chưa biết mình thì chúng ta sẽ gặp sau, giới thiệu sau. Bây giờ mình đi thẳng vào chương trình tiếp. Các bạn cứ comment giới thiệu bà, anh, chị, em, bà, con đồ vào xem live stream để cho nó vui cùng nhau, vui. Bạn Phúc Cường ở Hà Tĩnh, tuyệt vời. Bạn Thị Hồng ở Hà Nội. Và sau lại bạn bấm số 1, bạn biết mình rồi mà. Bạn Lê Nguyễn, bạn Văn Hoàng Thịnh, tuyệt vời. Bây giờ mình tự hỏi, mình chia sẻ trước ha. Cái câu hỏi hồi chiều cũng có một bạn hỏi mình là để bắt đầu ra khởi nghiệp liệu chúng ta có cần nhiều tiền không? Cái câu hỏi này là cái câu hỏi mà những cái người mà khởi nghiệp á, họ vướng nhiều nhất. Họ cứ nói là khởi nghiệp có cần nhiều tiền không? Chào bạn Hà Việt Hoàng, chào bạn Nguyễn Thành Sơn. Và chính cái câu hỏi này mà rất là nhiều người bị tắc. Và bây giờ mình gửi đến các bạn thông qua câu hỏi này. Mình gặp nhiều bạn trẻ lắm, cứ suốt ngày cứ hỏi là khởi nghiệp có cần nhiều tiền không, hoặc là em chờ có tiền nên em mới ra khởi nghiệp, chào bạn Đạt Ngô. Hoặc là em chờ có nhiều kinh nghiệm em mới ra khởi nghiệp, hoặc là em chờ có nhiều mối quan hệ em mới ra khởi nghiệp, hoặc là em muốn đi làm công vài năm nữa rồi em học hỏi kinh nghiệm để em ra khởi nghiệp. Chào bạn Phạm Văn Mạnh. Và chừng cuối cùng cái câu lớn nhất cũng là em không có tiền nên em không ra khởi nghiệp được. Các bạn nếu mà chúng ta vẫn cứ bị phải có tiền mới ra khởi nghiệp, phải có đầy đủ kinh nghiệm mới ra khởi nghiệp, phải có đầy đủ mối quan hệ mới ra khởi nghiệp, thì có lẽ là các bạn quan sát xem tất cả những con người đó, họ suốt cả đời họ không bao giờ họ ra họ khởi nghiệp được hết. Họ không bao giờ ra khởi nghiệp được hết. Bí mật của việc chúng ta ra làm kinh doanh không phải là chúng ta có nhiều tiền chúng ta mới ra làm kinh doanh. Bởi vì nếu mà chúng ta có tiền rồi thì chúng ta không làm kinh doanh nữa đâu. Chúng ta đã chọn đi làm cái việc khác rồi. Một trong những cái động lực của người làm kinh doanh đó là bởi vì chúng ta chưa có tiền. Chúng ta đang thiếu tiền. Chúng ta thực sự chưa có nhiều tiền. Nên nó mới là cái khát khao thúc đẩy cho chúng ta ra làm kinh doanh.
Còn nếu mà chúng ta đã thực sự có nhiều tiền rồi thì chúng ta không ra làm kinh doanh đâu. Cái đó là cái ý thứ nhất mình muốn gửi đến các bạn. Cái ý thứ hai, nếu chúng ta nói rằng chúng ta có tiền chúng ta mới ra khởi nghiệp được, thì rõ ràng cái người học lớp 9, thậm chí cái người học lớp 5 thôi, trình độ họ chỉ lớp 5 thôi, họ cũng nói được cái câu đó. Cái người trình độ lớp 9 họ cũng nói được cái câu đó, trình độ 12 họ cũng nói cái câu đó, và cái người trình độ đại học mà nếu chúng ta trình độ đại học mà chúng ta vẫn nói cái câu đó thì rõ ràng là cái khả năng của chúng ta khác nhau cái gì nhỉ? Khác nhau cái gì? Các bạn có đồng ý với mình rằng là cái người học đại học họ có cái cách giải bài toán khác người học 12, và họ có cách giải bài toán khác cái người học lớp 9, và họ có cách giải bài toán khác cái người học lớp 5 không ạ? Các bạn có công nhận ra điều này không ạ? Và nếu các bạn thực sự là một người mà đã học nhiều rồi, mang tiếng học nhiều rồi mà các bạn vẫn cứ nói với câu đó thì bạn có sự khác biệt về những con người kia nhỉ? Cái lý do mà người ta chọn những cái người có trình độ cao hơn để làm những cái công việc, bởi vì cái khả năng tư duy của các bạn nó nhận thức về vấn đề nó khác hơn, và bạn giải quyết cùng một cái bài toán đó, cùng cái vấn đề đó, cái người mà họ học lớp 9 họ không thể giải tốt bằng cái người học đại học, thì như vậy thì người ta mới cần cái người có trình độ cao hơn chứ. Và nếu mà bạn vẫn cứ nghĩ rằng là cái việc ra khởi nghiệp cần phải có nhiều tiền thì rõ ràng là bạn đã bị tắt ngay cái vòng đầu tiên rồi. Tại vì một bí mật rằng là đã là ra khởi nghiệp là phần lớn là chúng ta không có tiền. Vì chúng ta có nhiều tiền thì chúng ta đã làm việc khác rồi. Đã nói tới cái niềm khởi nghiệp là phần lớn là không có nhiều tiền, và nếu mà thực sự bạn có tiền đi thì cũng không có nhiều. Nó là một trong những cái lý do rất là quan trọng, đó là ra khởi nghiệp chúng ta phải bắt đầu từ vị trí chúng ta đang đứng. Nghĩa là nếu chúng ta đang là sinh viên, chúng ta chưa có kinh nghiệm, chưa có kiến thức, chưa có tiền thì chúng ta phải đi bằng cách nào? Và nếu mà chúng ta là nhân viên văn phòng, chúng ta đã đi làm công vài năm mà chúng ta vẫn chưa có tiền thì chúng ta làm bằng cách nào? Và nếu chúng ta đã có một ít vốn rồi mà chúng ta ra khởi nghiệp thì cách chúng ta đi nó khác nhau, tức là chúng ta phải bắt đầu từ vị trí chúng ta đang đứng, chứ không phải là chúng ta có nhiều tiền, không phải là chúng ta chờ có tiền chúng ta mới khởi nghiệp được, nó không phải nó như vậy. Đây những người họ có cái khái niệm mà cần phải có tiền họ mới khởi nghiệp nên là suốt đời họ không có khởi nghiệp được, bởi vì bí mật là họ không có tiền. Họ tìm tiền hoài. Và tất cả những cái con người đó mà họ có được chút tiền á, thì họ ra họ không có khởi nghiệp và họ làm mất rất là nhiều tiền. Họ mất nhiều tiền lắm các bạn. Và khi họ mất tiền rồi thì họ nói rằng là họ không đủ tiền, họ không đủ vốn. Và một cái suy nghĩ khác nữa mình muốn gửi đến các bạn rằng là nếu chúng ta có tiền mà chúng ta ra khởi nghiệp thì đó là cái cách giải chúng ta chưa được tối ưu. Cái suy nghĩ chúng ta nó chưa thực sự chín chắn, nó chưa đủ sâu. Còn nếu mà chúng ta không có tiền mà chúng ta khởi nghiệp được thì chúng ta mới là người tuyệt vời. Cách đây 20 mấy năm trước mình bắt đầu từ cái việc khởi nghiệp của mình thì lúc đó là mình không có tiền. Một cái người mà dân tỉnh vô đây cái chiếc xe đạp còn không có đi thì là có tiền đâu, mà nếu mà hồi đó mà mình trông chờ vào việc có tiền mình mới ra khởi nghiệp thì rõ ràng là mình không có tiền để mà làm đâu. Hồi đó mình không còn có cái chiếc xe đạp để đi học mà không có mà, thì làm sao mà mình có tiền được. Và đó là một điều may mắn, mình cảm giác đó là một điều may mắn cho chính mình. Vì sao mình gọi là may mắn? Bởi vì mình đi từ hai bàn tay trắng lên và mình học được rất là nhiều bài học để sau đó mình mất cái doanh nghiệp của mình, mình bán nhà bán cửa, mình ra nhà trọ mình ở, thì rất là vui là mình nhớ lại cái giây phút những ngày đầu mình ra khởi nghiệp mình không có tiền mà mình vẫn ra được. Nó là sau đó các bạn biết chuyện gì xảy ra mà mình biết chắc rằng là thế nào mình cũng làm lại được, vì hồi kia mình đã đi từ không có tiền rồi. Nó là chừng cuối cùng là mình từng bước mình phục hồi lại cho tới ngày hôm nay. Cái điều này nó rất là ý nghĩa. Những người mà rất nhiều người họ ra khởi nghiệp lúc ban đầu họ cũng dùng rất là nhiều tiền, họ thất bại, họ mất hết sạch tiền, và phần lớn là những người đó họ bỏ cuộc đi.
tuy có một số ít người họ bắt đầu lại với trạng thái họ không còn đồng tiền nào hết, và họ khởi nghiệp lần hai là họ lại thành công. Và tất cả những con người đó họ đều ngộ ra một cái bài học rằng ra khởi nghiệp cái vấn đề nó không phải là cần rất là nhiều tiền, mà vấn đề là cái cách chúng ta làm, cái cách chúng ta suy nghĩ, cái cách chúng ta tư duy, cái cách chúng ta lý luận. Ok không ạ? Sau nãy giờ các bạn không có cho mình những cái câu hỏi, các bạn có mình những câu hỏi thì mình trả lời nó dễ hơn, mình nói chuyện nó dễ hơn, chứ không mình nói có một mình à, mình nói có một chiều đi vậy thì nó không có được thu hút lắm, nó không được tương tác lắm. Thì các bạn giờ các bạn có những câu hỏi gì đặt sát với chủ đề, đừng có nói rộng quá. Và tiếp theo nữa là bạn nào mà lần đầu tiên xem livestream mình thì các bạn lần đầu tiên biết mình á, các bạn comment số 1 xuống, comment số 1 xuống để chúng ta biết nhau. Và bây giờ mình giới thiệu về các bạn, mình giới thiệu mình tên là Nguyễn Thế Duy. Năm nay mình 42 tuổi, mình đang ở Sài Gòn. Mình là người sáng lập vườn ươm doanh nhân Bi Training, là nơi giúp cho các bạn ra kinh doanh và làm chủ doanh nghiệp. Mình thành lập nó năm 2009, cho đến nay nó cũng đã được 9 năm rồi. Và mình rất là vui thoáng một cái, nó đã được 9 năm rồi. Các bạn hỏi gì mình không thấy, mình không nhìn, mình không thấy các bạn hỏi được, nó trôi đâu phía trên rồi, nó là không có thể tìm được. Bạn hỏi gì thì bạn comment xuống mà hỏi để mình thấy. Nó trôi mất ở trên rồi. Chào bạn Thiếu Trần. Và mình cũng là tác giả của những cái quyển sách sau. Mình giới thiệu về mình chút xíu để cho các bạn biết. Cái tên Vượng Ươm Doanh Nhân là mình đặt cái tên đây để cho các bạn biết. Đây, cái tên Vượng Ươm Doanh Nhân, Bi Training. Cái đây là khóa học là nổi tiếng của mình, là cái khóa học làm chủ doanh nghiệp. Đây là khóa học nổi tiếng của mình trong những năm qua. Cái đây là cái địa chỉ của trung tâm mình. Các bạn cần quan tâm thì các bạn liên hệ cái địa chỉ, số điện thoại, email này. Và cái này là website bitraining.org. Và đây là cái quyển sách của mình. Cái quyển sách các bạn vượt biển lớn, cái cách đi lên của người khởi nghiệp tên Su, là mình chỉ cho các bạn cái cách đi lên từ 5 xu thôi, từ rất là ít tiền. Đó là cái cách đi của mình. Trước đây mình đã đi như vậy. Cái quyển sách thứ hai là mỗi ngày một chút thôi các bạn biết không, mình chỉ viết sách về kinh doanh thôi, chia sẻ những bài học trong kinh doanh cho các bạn. Và quyển thứ ba là quyển bằng tiếng Anh. Cái quyển bằng tiếng Anh sẽ được nó đang bán ở nước ngoài, nó không bán trong nước. Và cái quyển thứ tư là cái quyển bán hàng online. Cái quyển này nó đang xin giấy phép các bạn. Các bạn nào quan tâm quyển sách này thì ít bữa nhà nước cấp phép rồi xong, cái bắt đầu mình mới đưa ra qua nhà xuất bản, nhà in rồi xong là bắt đầu ra sách, mình sẽ giới thiệu cho các bạn. Ngay bây giờ mà các bạn nào xem cái live stream này mà các bạn mua hai cái quyển sách của mình thì các bạn comment số điện thoại xuống, sách sẽ giao đến nhà các bạn trên khắp mọi miền đất nước. Tỉnh thành nào sách cũng giao tới được hết, các bạn chỉ comment số điện thoại xuống thôi. Thì hai quyển sách tiếng Việt đó là 210.000, mình free ship cho các bạn, free ship luôn. Cái free ship là hiện tại 40-50.000 gì đó đến nhà các bạn, và tiền được thu tại nhà các bạn luôn. Nên là cái việc mà muốn sở hữu sách này bạn chỉ cần cho số điện thoại thôi. Và ngay bây giờ mà bạn nào sở hữu sách này thì các bạn sẽ ưu tiên tham gia vào một cái group. Cái group đó toàn là những người làm kinh doanh. Chào bạn Trung Nguyễn, ngày mai các em nó sẽ giao sách cho em. Các bạn sẽ được ép vào một cái group. Cái group đó là cái group của những người khát khao kinh doanh, làm kinh doanh trên khắp mọi miền đất nước. Và vào trong cái group đó mình sẽ chia sẻ cho các bạn nhiều hơn. Mình có những cái live stream, mình có những cái bài viết, tất cả mọi thứ là mình sẽ đưa vào trong đó để các bạn có dịp kết nối, làm việc kinh doanh. Các bạn thấy tuyệt vời không ạ? Rất là tuyệt vời. Chúng ta cần phải sở hữu sách để chúng ta thể hiện cái sự cam kết. Cái thứ hai là chúng ta cùng chung cái tư duy đam mê và làm kinh doanh. Nên là các bạn nào mà muốn sở hữu sách thì các bạn chỉ comment số điện thoại xuống đi. Chỉ cần số điện thoại thôi, sách sẽ được gửi đến nhà các bạn trên khắp mọi miền đất nước này. Ok chưa? Rồi các bạn nào có cái câu hỏi nào hỏi mình liên quan về kinh doanh và khởi nghiệp thì các bạn hỏi mình. Nhanh đi các bạn ơi. Tiếp tục đi các bạn ơi, tại sao không thấy các bạn hỏi gì nhỉ? Cái câu hỏi lại, mình lặp lại cái câu hỏi hồi nãy là để bắt đầu khởi nghiệp liệu chúng ta có cần nhiều tiền không? Thật sự là cái người mà khởi nghiệp mà dùng tiền mới khởi nghiệp thì đó là một cái phương án đi chưa thực sự khôn ngoan. Còn cái người nào mà không có tiền mà vẫn khởi nghiệp được thì cái tư duy của người đó rất là tuyệt vời.
Sao em vào group rồi mà sao không thấy group hoạt động à? Group đâu có hoạt động. Không, group không có hoạt động em. Mình đã nói là group chỉ chia sẻ những cái bài viết, những cái kinh doanh thôi. Cái group chúng ta không có hoạt động. Ok chưa? Mình tập hợp hết vào đó. Cái lúc cần những cái gì thì mình báo cho các bạn. Ok, bạn Gia Linh, rồi bạn cần cái gì thì bạn hỏi. Mình đâu có nói là vào group để hoạt động đâu. Cuốn sách mỗi ngày một chút thôi ý nghĩa quá, đó là cuốn sách mỗi ngày một chút thôi ý nghĩa. Cuốn sách là gì? Là về kinh doanh bạn. Mình chỉ viết sách về kinh doanh chứ viết gì nữa. Nó là sách của mình chỉ tập hợp cho những người làm kinh doanh, đam mê làm kinh doanh. Ok chưa? Tất cả sách của mình là chỉ về kinh doanh, không có sách gì hết. Chào thầy và chào các bạn. Ok, chào bạn Hầu Ca. Vâng, và em muốn vào group. Bạn vào group thì bạn phải có sách, bạn Lợi Huyền. Và bạn nào mà nhận được link rồi mà các bạn không trả lời được những câu hỏi thì các em nó cũng sẽ không ép các bạn vào vào group đâu. Các bạn phải trả lời câu hỏi thì các bạn mới được ép vào group. Vào group thì các bạn được đọc những cái bài đọc mà mình chia sẻ, các bạn sẽ hỏi những câu hỏi về kinh doanh. Và đặc biệt là sẽ có cái sự kết nối của những bạn làm kinh doanh khắp mọi miền đất nước. Ok, chào bạn Nguyễn Cảnh. Vâng, cảm ơn các bạn rất là nhiều. Vậy thì khi ra khởi nghiệp thì chúng ta cũng sẽ cần rất là nhiều vốn. Mình ý ở đây mà nói vốn ở đây vốn không phải là bằng tiền. Vốn ở đây là vốn về kiến thức về kinh doanh. Nếu chúng ta thiếu cái vốn kiến thức về kinh doanh thì rõ ràng chúng ta có nhiều tiền chúng ta vẫn cứ mắc, bởi vì bạn không có cái kiến thức về kinh doanh. Chúng ta cần cái vốn ở đây là vốn kiến thức về kinh doanh, phải có kiến thức về kinh doanh. Chúng ta phải phân biệt ra được rằng là cái việc bạn học đại học, các bạn muốn sở hữu sách thì các bạn mới vào được group nha. Cái việc các bạn đại học, các bạn học một chuyên ngành gì đó thì cái đó là việc chuyên môn thôi, chứ không có nghĩa là các bạn biết gì về kinh doanh, các bạn có kiến thức về kinh doanh. Các bạn hình dung chưa? Tuy nhiên các bạn nào mà không có đủ hai quyển sách thì các bạn sẽ không trả lời được những câu hỏi mà các bạn trả ở đường link vào sách. Và nếu mà các bạn không trả lời được những câu hỏi đó thì là gần như là các bạn không thể vào được. Vốn ở đây là vốn kiến thức về kinh doanh. Nếu các bạn thiếu cái này thì các bạn có nhiều tiền thì các bạn cũng không có làm được đâu. Đó là cái thứ nhất. Cái thứ hai, vốn ở đây đó là vốn những cái kỹ năng chúng ta sống, kỹ năng về kinh doanh, kỹ năng cái cách chúng ta ứng xử giữa con người với nhau, kỹ năng bán hàng, cái kỹ năng về làm marketing. Tức là chúng ta thiếu những cái kỹ năng. Nếu chúng ta giỏi những cái kỹ năng đó, đó cũng chính là cái vốn. Đó cũng chính là cái vốn. Cái kinh nghiệm và cái sự va vấp trên đường đời, đó cũng chính là những cái vốn. Bạn Phạm Linh. Ok, thứ năm này thầy có mở lớp hả thầy? Đúng rồi, thứ năm này chắc chắn là có lớp rồi. 18 giờ tối thứ năm thì mình có lớp khởi nghiệp kinh doanh miễn phí. Và các bạn ở thành phố Hồ Chí Minh và các bạn gần đây thì các bạn như thế nào? Các bạn đến các bạn sẽ được nghe miễn phí. Bạn Trần Tất Quyên, em đọc hai quyển sách của thầy rồi ạ. Sách quá tuyệt vời thầy ạ. Ok, cảm ơn bạn Tất Quyên nhiều. Bạn Đinh Diệp, thường thì em thấy những bạn trẻ càng phi thăng sớm thì càng tốt, vì họ không có gì để mắc và lại được học những bài học. Bạn học được cái bài học gì? Bạn học được cái bài học phải trả giá lại rẻ hơn rất nhiều. Đúng rồi, khỏi phải bàn em. Đi sớm thì vẫn cứ tốt hơn. Bạn Dương Dân, em chào thầy, em học khóa 148. Ok, cảm ơn em. Cái vốn thứ ba đó là vốn về những cái kinh nghiệm và cái va vấp và những cái dấn thân. Những cái vốn đó là những cái vốn mà nó đòi hỏi bạn phải lăn ra bạn mới có. Những cái người ngồi trên ghế nhà trường họ hoàn toàn họ không có những cái vốn này. Ok chưa? Họ hoàn toàn không có. Đó là những người mà họ học ra rồi họ có thể đi làm công, còn họ có thể là làm những chức vụ rất là quan trọng, nhưng mà họ không thể ra làm cái doanh nghiệp riêng được, bởi vì họ thiếu một cái vốn rất là quan trọng, đó là cái
cái kinh nghiệm, cái trải nghiệm và cái khả năng dấn thân. Có thể là họ đi làm thuê, họ lên chức vụ rất là cao, họ là giám đốc khu vực này, giám đốc khu vực kia, thậm chí họ làm thuê lên tới tổng giám đốc, nhưng mà khi mà họ ra họ khởi nghiệp một cái doanh nghiệp thì họ làm không có xong vì họ thiếu cái sự dấn thân. Ok chưa? Thời ơi, muốn quan hệ làm ăn, em đã có mối quan hệ làm ăn kiểu đó, trước giờ gia công nơi khác, giờ muốn tự mở xưởng để gia công thì kinh nghiệm để duy trì xưởng hoạt động qua thời gian khó khăn ban đầu, thầy chia sẻ giúp em. Em làm bên đồng phục ạ. À, bây giờ chia sẻ gì? Bạn có hỏi gì đâu, chia sẻ, bạn nói chung chung. Tức là cái khả năng đặt câu hỏi, bạn có hỏi mình gì đâu mà mình chia sẻ. Tức là, các bạn thấy chưa? Bạn Hạ Thiên á. Tức là một cái kỹ năng trong kinh doanh nó rất là yếu, đó là cái khả năng đặt câu hỏi cũng không đặt được. Tự nhiên bạn nói chung chung thì mình chia sẻ cái gì? Tức là bạn muốn gì thì bạn phải hỏi chứ. Bạn không hỏi, tự nhiên bạn nói, bạn kể chuyện rồi kêu mình góp ý thì mình biết mình góp ý cái gì. Bạn phải đặt ra là thực sự là bạn vướng gì và bạn muốn mình chia sẻ cái gì. Cái đó là nó thể hiện cái gì ạ? Tức là cái kỹ năng mà chúng ta muốn lấy kinh nghiệm từ người khác vẫn chưa có. Vậy thì làm sao mà chúng ta kinh doanh được? Các bạn đồng ý ra điều này không ạ? Và hồi nãy giờ bạn nào chưa chia sẻ cái livestream này thì các bạn chia sẻ cái livestream này đi. Chia sẻ về nhà các bạn để các bạn xem, các bạn biết. Các bạn chia sẻ cái livestream đi, mình để kiểm tra trên máy mình xem. Mình kiểm tra trên máy rồi xem, mình thấy. Xem thử các bạn đã chia sẻ chưa. Mới có 76 lượt chia sẻ. Mà mỗi người chỉ một chia sẻ thôi là các bạn sẽ... Hãy bấm cái chia sẻ này về nè. Bạn Du Nguyễn, bạn đã chia sẻ chưa? Em đang ra kinh doanh rồi, ok, tuyệt vời. Vậy thì... đó là cái vốn tiếp theo là vốn gì? Cái năng lực bản thân của bạn nó đã có chưa? Bạn đang kinh doanh mà bạn đã kỷ luật với bản thân của mình chưa? Bạn có luyện tập cái năng lực của bạn lên một cái tầm cao mới chưa? Tức là ý ở đây mà nói là cái vốn về cái người làm kinh doanh, cái khả năng kỷ luật bạn phải cao hơn những cái con người khác. Tức là kỷ luật về kinh doanh, kỷ luật về một người làm chủ á, bạn phải năng lượng hơn, sức khỏe bạn tốt hơn, cái khả năng trí tuệ bạn phải tuyệt vời hơn, khả năng chịu đựng sức ép, cái sự kiên nhẫn kiên trì các bạn nó phải mạnh mẽ hơn. Đó làm kinh doanh mà rất là làm biếng, học hành thì không chịu học, kiến thức thì không có, thậm chí còn nói những cái câu ra kinh doanh cần gì phải học. Cái đó là những cái người mà thiếu hiểu biết. Cách đây 20 năm trước các bạn ra kinh doanh bạn không cần học thì cũng được, nghe cũng có lý. Bởi vì sao các bạn biết không? Hồi đó ít người bán, bạn mở một quán phở thì cả xóm này chỉ có duy nhất một quán phở của bạn, nên là người ta ra đó, người ta thức dậy, người ta ăn. Tức là cái một người bán nhưng mà cả trăm người mua, thì nếu mà kinh doanh như vậy thì cần gì phải đi học, khách hàng đầy mà. Nhưng mà ngày nay thì cái bài toán nó hoàn toàn khác. Khác cái gì các bạn biết không? Ngày nay cái lượng người ra kinh doanh rất là nhiều. Trong cái làng của bạn không phải một người mở quán phở, mà rất là nhiều người mở quán phở. Không phải nhiều quán phở mà còn nhiều quán hủ tiếu, còn nhiều quán bún rêu. Chưa nói các bạn thấy các thương hiệu nước ngoài nó vào không? KFC, McDonald's, Jollibee, rất là nhiều thứ. Và mọi khi mọi người đứng lên, mỗi sáng mọi người thức dậy thì họ có rất là nhiều thứ để họ chọn lựa. Không có học thứ kinh doanh được không anh? Không, mình không hiểu bạn Thuận Ngọc Phan, bạn hỏi gì. Không có học thứ đọc, không hiểu bạn nói cái gì. Không hiểu là bạn đang hỏi mình cái gì. Kinh doanh phải chịu khó thôi. Ok, chắc chắn rồi. Em muốn hỏi khi bắt đầu ra kinh doanh hoặc khởi nghiệp, người trẻ nên chọn theo chuyên môn, theo thế mạnh hay theo số tiền hiện có ạ? Ok. Bạn Minh Hiền còn hỏi câu rất là thú vị. Chọn theo chuyên môn, theo thế mạnh. Theo chuyên môn là sao em? Theo thế mạnh là sao? Và theo số tiền hiện có. Khởi nghiệp nó không liên quan đến tiền.
một cái câu hỏi đặt ra mình hỏi cho bạn Minh Hiền là thực sự là bạn muốn kinh doanh cái gì, hỏi những câu hỏi mà cái dạng mà khái niệm như vậy thì mình không có trả lời, tại vì mình không phải là thầy giáo giáo sư, nên là mình không có thể trả lời được cái dạng mà cái gì chuyên môn là chuyên môn cái gì, mà thế mạnh là thế mạnh cái gì. Còn tiền thì ok chưa, cắt đi, mang tiền ra khởi nghiệp là mất hết tiền đó. Ok chưa? Thứ gì trong thời gian đầu còn hạn chế đầu ra, nhưng chi phí tiền thợ tiền mặt bằng vẫn phải trả hàng tháng, nghĩa là cái chiến lược kinh doanh của em nó có vấn đề rồi. Chiến lược kinh doanh của em chưa có khách hàng mà tại sao chi phí nhiều? Cái người kinh doanh khôn ngoan á là có tiền về mới chi, còn em đang tạo ra một cái hệ thống chi mà không tạo ra được hệ thống thu tiền về thì em bị vấn đề rồi, bạn hạ thiên đúng không? Chúng ta đâu phải là doanh nghiệp mạnh, cái doanh nghiệp mạnh cái cách nó đi khác, bởi vì tiền nó có một tủ tiền ở trong đó nên nó mới tạo ra cái hệ thống chi trước rồi từ từ nó thu về. Còn một người khởi nghiệp thì cái cách chúng ta làm hoàn toàn khác, chúng ta phải tạo ra cái hệ thống thu tiền nhất hàng tháng, chúng ta phải có tiền thu về trước rồi chúng ta mới chi. Chúng ta mới chi. Còn nếu mà bạn chi tiêu trước mà bạn không có thu về thì một thời gian là bạn sẽ gạt gọng liền, bạn sẽ gãy gánh liền. Bạn Hà Thiên, bạn có hình dung ra điều này chưa? Một câu hỏi đặt ra là bạn có phải là doanh nghiệp lớn chưa? Bạn có nhiều tiền chưa? Tất cả các doanh nghiệp lớn thì họ luôn bỏ chi phí ra, họ tạo trước rồi họ mới thu về sau. Bởi vì họ chịu chặn được, bởi vì một tháng họ thu chưa được họ vẫn còn tiền, hai tháng họ chưa thu họ vẫn còn tiền, ba tháng họ chưa thu họ vẫn còn tiền, bốn tháng họ chưa thu họ vẫn còn tiền, ba năm họ vẫn chưa có nguồn thu vô họ vẫn còn tiền. Còn doanh nghiệp nhỏ của chúng ta thì chúng ta đâu có còn tiền, chúng ta chỉ cần chi một tháng hai tháng ba tháng là chúng ta đã chết rồi, nên là chúng ta phải làm ngược lại, chúng ta phải tạo ra cái hệ thống thu trước rồi chúng ta mới tạo hệ thống chi sau. Còn nếu bạn làm như vậy thì bạn thất bại ngay cái gì ngay cái bài đầu tiên ra rồi, bạn thất bại ngay đầu rồi, và nếu mà bạn không kịp giải quyết thì một thời gian là bạn sẽ chấm dứt cuộc chơi ngay. Chào bạn Nguyễn Cảnh, cảm ơn các bạn rất là nhiều. Các bạn nào có câu hỏi thì đặt cho mình tiếp đi. Các bạn nào có câu hỏi thì đặt cho mình trước. Và vốn của chúng ta ở đây chính là cái mối quan hệ, cái khả năng mối quan hệ của chúng ta lớn thì tự nhiên là cái vốn đó chúng ta là lớn. Chứ vốn ở đây nó không phải là tiền. Vốn đây nó không phải là tiền. Các bạn nào chưa chia sẻ live stream này thì các bạn chia sẻ đi. Bạn Nguyễn Anh, bạn chia sẻ chưa? Bạn Nguyễn Thanh Hương, bạn chia sẻ chưa? Chia sẻ live stream này về nha các bạn. Ok chưa? Kinh doanh thường gặp những khó khăn nào về tài, mình không có thích hỏi những câu hỏi mà dạng khái niệm. Bạn Chí Đồng ơi, thực sự là các bạn đang gặp vấn đề gì bạn hãy hỏi. Các bạn hãy hỏi những câu hỏi mà thực sự các bạn đang gặp phải, chứ các bạn không có hỏi những câu hỏi mà dạng định nghĩa. Kinh doanh thường gặp những khái niệm nào là làm những câu hỏi rất là chung chung vậy thì mình không có ai đâu. Mình đã nói là mình đâu phải là ông thầy giáo, ông giáo sư đâu mà mình đi định nghĩa những cái việc này. Nên là hãy hỏi những câu hỏi là thực sự các bạn đang bị vấn đề gì và mới giúp cho các bạn trả lời được. Còn dạng câu hỏi định nghĩa thì mình sẽ không trả lời nhé. Bởi vì mình đã nói là mình không phải là thầy giáo, mình cũng không phải là giáo sư, mình không có đi định nghĩa được. Em muốn ra kinh doanh mà vẫn chưa biết kinh doanh gì thầy ơi. Giống như em muốn ra tán gái mà em không biết tán con nhỏ nào, đúng không? Thì chính em phải ra được cái quyết định cho bạn tác quyền. Em muốn ra kinh doanh mà em không biết kinh doanh gì. Một trong những cái kỹ năng của người làm kinh doanh là em biết là cái gì không ạ? Là cái khả năng phải chọn được. Một trong cái khả năng của người biết đi tán gái là phải chọn được con nhỏ nào để chúng ta tán. Em có hiểu không ạ? Còn nếu mà em không chọn được con nhỏ nào em tán thì rõ ràng là tán gái còn không biết nữa. Thì làm sao mà nói là chúng ta có người yêu được? Ai cũng bảo em là hãy xem mình thích gì, đam mê gì, cái gì thì ra kinh doanh. Cái đó mà em vẫn chưa biết em thích cái gì. Nếu em không lao ra làm thì em sẽ không bao giờ em biết em thích cái gì. Ngồi y một chỗ sao biết thích cái gì. Em để mình kể em một cái câu chuyện này. Có một bạn qua năm suốt tháng ở trên núi á.
Em hình dung cho nó ở trên núi á. Nó ở trên núi á. Nó chưa bao giờ xuống dưới biển hết á. Nó chưa bao giờ biết biển là gì đó. Nó ở trên núi á. Hỏi nó thích gì, nó kêu nó thích rừng. Thì bây giờ mình hỏi em nè. Thì nó trả lời nó thích rừng chứ nó có biết biển đâu mà nó trả lời nó thích biển. Hồi giờ nó có biết biển đâu. Điều đó, cái câu hỏi đó được đặt ra gì à? Cái câu hỏi đó được đặt ra như thế nào à? Qua câu hỏi đó em học được cái gì à? Nghĩa là quá thiếu trải nghiệm. Một là không biết thích cái gì, hoặc là có thích thì thích rừng chứ còn biết thích cái gì nữa. Tại cái biển có biết đâu, đồng bằng có biết đâu, sông nước có biết đâu. Chỉ biết thích rừng chứ thích cái gì nữa. Nghĩa là điều đó là thiếu trải nghiệm, thiếu va vấp quá. Em hình dung chưa? Ok chưa? Nên là rảnh thì đi về Sài Gòn chui vào cái lớp học của mình. Mình sẽ nói được từ A tới Z. Thì em sẽ nắm rõ hơn. Chứ còn vẫn muốn ra khởi nghiệp mà trong đầu vẫn cứ lòng vòng những cái việc đó thì như thế nào ạ? Thì làm sao mà làm được? Bạn Hạ Thiên, trong thời gian đầu thì đầu ra sản phẩm còn hạn chế, nhưng mà chi phí tiền điện, tiền nước, tiền mặt bằng, tiền nguyên liệu, tiền hàng tháng, quyền vốn bằng có ít thì có cách nào để duy trì sự hoạt động không? Ok. Bạn Hạ Thiên, bạn đã tạo ra một cái hệ thống chi. Ok chưa? Thì bây giờ bạn phải tạo ra hệ thống thu. Mình đã nói rồi, nói đi hồi nãy, nói nãy giờ rồi. Bạn tạo ra cái hệ thống chi. Bạn thấy không? Chi điện, chi nước, chi mặt bằng, chi nguyên liệu, chi hàng tháng, chi vốn. Bạn tạo ra hệ thống chi thì bây giờ bạn phải tạo ra cái hệ thống thu đi. Bạn không chịu tạo ra cái hệ thống thu, bạn cứ ngồi hồi nãy giờ nói hoài, bạn hỏi hoài. Tạo ra cái hệ thống thu. Người khôn ngoan là đi tạo ra cái hệ thống thu trước rồi tạo ra hệ thống chi sau. Em đi tạo ra hệ thống chi trước rồi bây giờ mới lò mò nó làm sao thu. Và nếu mà em không chịu tạo ra cái hệ thống thu, là một thời gian là em sẽ đóng cửa tiệm ngay. Ok chưa? Thôi em đang bán điện thoại cũ. Em đang bán điện thoại cũ. Em chưa biết cách bán được nhiều hàng. Thầy gửi cho em. Ok chưa? Em không biết cách bán đồ hàng. Điều đó có nghĩa là em đang thiếu cái gì? Bạn Vượng, thiếu cái gì thì đi chỉ chữa cái đó đi. Hiện em đang mở cửa hàng độc quyền về sản phẩm thiên nhiên Tràng Mao tại Đà Nẵng. Đã tuyển được 15 đại lý. Muốn thu hút thêm nhiều đại lý khắp cả nước. Thầy có cách gì hướng dẫn em với? Làm gì để có nhiều khách hàng? Bạn Thúy Lành, bạn muốn ra kinh doanh thì bạn phải phát triển cái tư duy kinh doanh nó đến nơi đi. Em biết là em đang yếu cái kỹ năng gì trong kinh doanh không? Làm sao để hút được nhiều khách hàng? Em trả lời cái câu hỏi đó đi. Mà em trả lời được là tự nhiên em làm à. Nó tạo ra hệ thống trâu trước. Chơi ok hoàn cảnh. Thầy nói hay quá. Cảm ơn bạn Hiền Vũ. Các bạn không cần khen mình. Các bạn Hiền Vũ ký câu khen mình nó không quan trọng. Quan trọng là bạn hỏi cho mình những cái câu hỏi gì. Chứ còn mà tự nhiên lên đây rồi tự nhiên khen nhau thì nó mắc cười quá. Đúng không các bạn ơi? Nên là các bạn không cần phải khen mình. Mà các bạn phải hỏi những câu hỏi là thực sự là bạn đang vướng cái gì, bạn làm gì. Em gặp khó khăn về đầu ra cho nông sản. Vậy thì bạn Lê Thi, nếu mà bạn gặp khó khăn đầu ra cho nông sản, thực sự nông sản là cái quả gì? Nội cái câu hỏi của bạn là nó đã gặp vấn đề rồi. Nông sản là cái quả gì? Và bạn nói bạn kinh doanh nông sản thì 110 người nè đang xem livestream này cứ biết là thực sự là bạn đã bán cái gì không. Tức là em hỏi một câu hỏi mà người ta không biết rằng em làm cái gì. Bản thân mình nghe câu hỏi này mình không biết là em làm gì. Nông sản là cái quái gì? Một người kinh doanh chúng ta không thể nói một cái từ mà mang tính chất rất là chung chung nó như vậy được. Mà chúng ta phải nói một cái từ rất là cụ thể. Vướng đầu tiên là về vốn. Mình chưa hiểu bạn Sang nói cái gì. Đang đợi cuốn bán hàng online của thầy. Tại sao bạn đợi cái cuốn bán hàng online của mình? Bạn Nguyễn Văn Vượng, tại sao bạn đợi cái cuốn bán hàng online của mình? Chào bạn Kỳ Nguyễn. Tại sao bạn đợi cái cuốn bán hàng online của mình với cái điều kiện là, với cái vấn đề là nó như thế nào? Thầy tư vấn giúp em. Công ty xây dựng của em đã hoạt động được 2 năm nhưng thiếu khách hàng.
Vì vậy công việc không ổn định. Tiện bạn nào làm bên IT để cùng đồng hành, cảm ơn bạn. Cuối cùng là bạn hỏi mình cái gì? Tự nhiên bạn sang bạn Hoàng Việt, nếu mà hỏi thì bạn phải đặt một câu hỏi cho mình rất là nghiêm túc. Tự nhiên bạn hỏi mình rồi bạn nói tiện bạn nào IT gì đó, không 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 được. Bạn gom một thứ vào một cái chỗ như vậy thì rõ ràng là bạn không có khách hàng là đúng rồi. Cái cách mà bạn đặt câu hỏi cho mình mà bạn còn sàn một đống vô thì rõ ràng là bạn cái cách bạn đặt câu hỏi của mình bạn đã không nghiêm túc rồi. Tự nhiên đang đặt câu hỏi của mình á thì bạn lại là sàn thằng IT nào đó vào rồi là tự nhiên cảm ơn mình. Điều đó có nghĩa là gì vậy? Bạn ấy nói là bạn nói là bạn muốn học bán hàng online. Vậy thì thực sự là hiện tại bạn đang chẳng đoán là bạn đang yếu về bán hàng online phải không? Thực sự là bạn đang yếu bán hàng online hay là bạn đang yếu về kỹ năng kinh doanh? Bạn phải chẳng đoán cho nó đúng. Ok không bạn Vượng? Còn nếu mà bạn vẫn lòng vòng thì bạn vẫn bị tắt tiếp. Thầy ơi, bước đầu tiên khi bắt đầu kinh doanh thì mình cần biết những gì? Theo em thì bước đầu tiên chúng ta kinh doanh chúng ta cần biết cái gì các bạn? Mình là Võ Thị Kỳ Lý nè. Mình hỏi bạn tiếp nè. Vậy thì theo bạn, để bắt đầu ra lái xe thì bạn cần gì? Để bắt đầu biết môn kế toán thì em cần gì? Nếu mà em trả lời được cái đó thì em sẽ trả lời được cái câu hỏi này. Để bắt đầu của việc mà biết về kế toán thì em làm gì? Bạn Võ Thị Kỳ Lý ơi, em trả lời được cái đó đi, em trả lời đi là tự nhiên em vỡ ra ngay à. Em kinh doanh truyền thống, tự mình làm mệt quá, muốn tạo ra một hệ thống kinh doanh mà chưa biết bắt đầu từ đâu. Em kinh doanh lọc nước. Vậy thì theo em thì làm cách nào để mình tạo ra được cái hệ thống? Ai biểu ra kinh doanh mà mình tự làm? Cái người mà ra kinh doanh mà tự làm thì không có gọi là người kinh doanh, mà người tự tạo cho mình một cái công việc, cái người đó không được gọi là người làm kinh doanh. Cái người nào mà có được nhân viên, có được phòng ban và bạn chỉ đưa chiến lược và nhân viên nó thực hiện thì như vậy mới gọi là làm kinh doanh. Rồi bạn có thể rời đó vài ngày, hệ thống nó vẫn cứ làm thì mới gọi là kinh doanh. Còn bạn Văn Khang Trần này, như cái của bạn thì không có gọi là làm kinh doanh. Mà cách của bạn á là được gọi là gì à? Là bạn đang tạo cho bạn một cái công việc chứ không phải là bạn đang làm kinh doanh. Ok chưa? Bạn nào quan tâm tới hai cái quyển sách của mình, các bạn làm kinh doanh thì các bạn phải mua hai cái quyển sách của mình, là cái quyển Vượt Biển Lớn và cái Cách Khởi Nghiệp Từ Năm Xu, và cái quyển Mỗi Ngày Một Chút Thôi, là mình chia sẻ bạn 101 bài học trong kinh doanh mà các bạn cần phải học. Và bạn Văn Khang Trần, nếu mà bạn muốn mà làm cái việc này thì bạn cần phải phát triển lên. Bạn phải biết xây dựng, ví dụ là xây dựng cái quy trình bán hàng, quy trình marketing, quy trình kỹ thuật, quy trình tư vấn, bạn phải xây dựng. Và bạn muốn xây dựng vậy thì bạn cần phải có kiến thức, bạn phải đi học. Bạn không có lò mò bạn ôm như vậy được. Bạn muốn biết thêm thì bạn phải đi học để bạn có cái kiến thức. Hoặc là bạn ở xa thì bạn mua hai cái quyển sách của mình về bạn đọc để bạn biết. Các bạn ở xa muốn mua sách của mình thì các bạn comment số điện thoại xuống thì sách sẽ được gửi đến các bạn trên khắp mọi miền đất nước. Hai quyển sách với 210.000 free ship cho các bạn trong thời gian này. Trong thời gian này thì free ship, các bạn nên nhớ vậy. Cái free ship thì nó khoảng 40-50.000 gì đó khi gửi đến nhà các bạn. Tiền sẽ được thu tại nhà các bạn luôn, các bạn không cần phải gửi tiền trước. Và các bạn sẽ được ép vào một cái group. Cái group đó là toàn là những người sở hữu sách và những người làm kinh doanh ở trong cái group đó. Và các bạn có dịp kết nối quen với tất cả mọi miền trong khắp mọi miền đất nước. Ok, cho nên các bạn nào có sách thì các bạn phải comment xuống. Xin lỗi thầy, em muốn hỏi thầy về cái cách cái gì? Về cách tìm kiếm khách hàng trong lĩnh vực xây dựng của em. Không xin lỗi gì hết. Bạn Việt Hoàng, chúng ta thống nhất là chúng ta không xin lỗi, xin phải gì hết. Mà bản thân mình là một người chia sẻ thì mình thấy bạn vướng cái gì thì mình nói cái đó. Và quan trọng là bạn có tiếp thu hay không thôi. Còn bạn xin lỗi mà bạn không tiếp thu thì làm cái việc gì? Nên không cần lỗi phải giờ ở đây hết.
về cách tìm kiếm khách hàng. Bạn bây giờ mình đặt bạn câu hỏi này, cái doanh nghiệp này là cái doanh nghiệp của bạn. Bạn việc họ bạn có đồng ý đó đi được không ạ? Doanh nghiệp này là doanh nghiệp của bạn. Cái sự tồn tại và cái sự thịnh vượng là do bạn. Bạn lập nó ra mà bạn không biết tìm kiếm khách hàng thì điều đó nó có nghĩa là gì ạ? Vậy bạn đang lập cái tổ chức này ra để làm cái gì ạ? Bây giờ mình hỏi bạn việc họ vậy vậy đó. Bạn hình dung ra điều này chưa? Chúng ta lập một cái tổ chức ra để chúng ta làm kinh doanh, mà kinh doanh thì phải có khách hàng, mà rốt cuộc rồi chúng ta nói rằng chúng ta không biết cách tìm kiếm khách hàng thì tự nhiên bạn lập ra cái tổ chức này để làm gì à? Ví dụ như là bạn thành lập ra một cái quân đội, mà nhiệm vụ quân đội là phải đi đánh giặc, phải đi bảo vệ tổ quốc, mà cái quân đội đó nó không biết đánh giặc, nó không biết tổ quốc thì bạn đang lập cái tổ chức gì à? Vậy bạn có thấy rằng là bạn có xứng đáng để điều hành một cái doanh nghiệp đó chưa? Bạn có xứng đáng bạn là lãnh đạo của một cái doanh nghiệp đó chứ? Bạn hãy nghiêm túc, mình đang đặt những câu hỏi để bạn rất là nghiêm túc. Bạn hình dung ra điều này chưa? Bạn ta lập ra một cái tổ chức đó không biết cách tìm kiếm khách hàng, họ không có khách hàng thì tự nhiên nó rất là vô lý. Bởi vì cái câu chúng ta là một doanh nghiệp mà chúng ta phải làm kinh doanh chứ, và không những không biết mà bạn phải là tìm kiếm khách hàng xuất sắc nữa chứ. Tại sao bây giờ lên đây là một người làm kinh doanh mà lên đây hỏi một cái câu là em không biết cách tìm kiếm khách hàng? Vậy thì sao ạ? Vậy thì em phải làm gì để em giải quyết cái vấn đề này? Cái đó là một câu hỏi mà rất là nghiêm túc đó. Em đang đọc qua quyển sách Vượt Biển Lớn. Em còn thiếu một quyển. Thầy đăng ký giúp em. Ok, bạn tên Hương. Cảm ơn bạn rất là nhiều. Ngày mai các em sẽ gửi cho em. Sao em đọc sách? Sao em đọc sách thầy nói cà lâm mà giờ em thấy thầy bình thường? Đúng rồi, mình nói miếng cái mình vẫn bị cà lâm chứ sao bình thường được. Nhưng mà hồi kia mình ít nói, mình ít live stream, mình ít đứng lớp thì mình cà lâm nhiều hơn. Còn bây giờ mình đứng lớp nhiều thì tự nhiên mình nói tự nhiên nó càng ngày nó càng trôi chảy hơn. Còn hồi kia mình cà lâm kinh khủng lắm các bạn ơi. Bây giờ mình nói mà live stream nhiều nè, nhưng mà mình vẫn còn cà lâm. Đọc sách của thầy xong hiểu được vấn đề là tại vì sao mình thất bại trong các lần làm kinh doanh cũng như hợp tác giữa những lần trước. Giờ phải sửa sai thôi thầy ơi. Ok, nếu mà em có dịp em về Sài Gòn thì bạn đấu phạm, em tham gia lớp học thì em sẽ ngộ ra rất là nhiều điều. Bạn nào có câu hỏi nào các bạn đặt cho mình tiếp. Và các bạn đặt câu hỏi đi thì mình sẽ trả lời tiếp. Và các bạn nào chưa chia sẻ live stream này thì thứ năm học có bán sách không thầy? Đúng rồi, có em, bạn Phước Trương. Ở lớp có bán sách em. Bạn nào chưa chia sẻ live stream này thì các bạn chia sẻ live stream về nhà các bạn để các bạn lưu lại, để rảnh thì các bạn nhớ các bạn đọc, hoặc là bạn bè bạn ai mà họ chưa ra thì sau khi mà họ nghe những câu hỏi này thì họ sẽ thay đổi cái tư duy đi. Ok, chào bạn Thu Huyền. Các bạn có những câu hỏi nào thì các bạn hỏi. Em đã đọc quyển sách Vượt Biển Lớn của thầy, đúng là cuốn sách nó tạo động lực, nhưng thực tế thì không phải ai cũng vượt qua được. Bạn Sang, nếu mà bạn nói như vậy thì Trung Quốc rồi, người khác làm được thì tôi làm được. Bạn phải tin nó như vậy chứ. Bạn nói xong nè, người đó làm được chứ chắc tôi không làm được thôi, thì bạn nói như vậy bạn nói làm chi? Cái lớp học thì thứ năm này em. Bạn nào muốn học thì em cho số điện thoại, em cho số điện thoại đi, các em nó sẽ hỏi các bạn lại để học. Em còn thiếu cũng mỗi ngày một chút thôi thầy cho em. Bạn Ngọc Phạm, rồi bây giờ bạn mới mua sách hả em? Sao lâu rồi mà em giờ em mới mua sách này? Mấy đứa em mình bạn Lê Thiên, mấy đứa em mình giờ đã quan tâm theo dõi thầy rồi. Ok, cảm ơn em. Em đặt câu hỏi rồi mà thầy chưa trả lời. Chưa thấy câu hỏi của bạn, người ta trôi nhanh quá thì đặt lại đi em. Em đang bán hàng online nhưng chưa biết cách tìm khách hàng và cách chia sẻ phát triển hệ thống. Ok, không biết cách thì đi học. Bạn Phạm Như, bạn nói rằng là bạn có xe nhưng mà bạn chưa biết cách lái xe thì làm sao để bạn lái xe? Thì bạn phải đi học. Chưa biết sách thì phải đi học thôi. Bây giờ em có ngồi rên rỉ than thở nữa thì có 3 năm nữa em vẫn không làm được. Em đồng ý ra điều nào? Tại vì cái đó là cái bản chất của kinh doanh mà. Bản chất kinh doanh là phát triển khách hàng. Bản chất của kinh doanh là xây dựng hệ thống.
mà tự nhiên mình ra kinh doanh mà mình mà không biết hai cái đó thì mình kinh doanh cái gì? Bạn như phạm không? Nó là em cứ bạn có hỏi lòng vòng rồi rốt cuộc là bạn cũng không biết thì cũng không có được, nên phải làm. Con đường dấn thân em làm ok rồi mà chưa ổn định phải làm sao thầy? Đó. Dấn thân không có nghĩa là ổn định. Bạn Lê Thanh Hiếu, vậy là bạn đang đồng bộ cả hai thứ là không được. Dấn thân là để chúng ta học hỏi để chúng ta biết, còn ổn định hay không là tư duy chúng ta phải tốt, chúng ta phải biết cách. Chứ đừng có nói là dấn thân là ổn định, không phải vậy. Vậy ai họ dấn thân họ cũng ổn định sao? Không phải. Dấn thân là thể hiện bạn sẵn sàng lăn xả, bạn sẵn sàng học hỏi, bạn là người làm xuyên. Tức là bạn mới đạt một cái điều kiện là bạn làm xuyên thôi, bạn sẵn sàng sáng tạo lên làm thôi. Các bạn thấy mấy đứa công nhân nó làm xuyên không? Nó làm xuyên lắm. Nhưng mà nó có làm kinh doanh được không? Nó có thu nhập cao không? Nó dấn thân đó chứ sao? Nó dấn thân ngày nào nó cũng đi làm từ sáng sớm mà 10 giờ đêm nó mới về mà. Nó làm xuyên lắm. Nhưng mà nó vẫn là công nhân, nó vẫn là thu nhập thấp. Bởi vì sao ạ? Bởi vì nó không có được học hành. Nó không có biết những cái kỹ năng, những cái kiến thức làm sao để phát triển hơn. Nó là bạn đồng nghĩa với cái việc dấn thân, với cái việc ổn định hơn là hai cái việc đó hoàn toàn khác nhau. Chúng ta phải nhận thức ra được những cái kiến thức khác nhau. Cuốn sách bán hàng bao giờ mới ra hả? Cái quyển này thì đang xin giấy phép, đang nộp giấy phép và nhà nước đang test, đang xem lại hết. Em ở xin lần trước đây thầy. Thầy nói tháng 8 có người sang mang theo sách cho em được không ạ? Em liên hệ với thầy mà không được. Lần trước mình qua xin mình có mang sách cho các bạn nào đó mà hẹn riết rồi có thấy đâu. Thôi, mình không có thích mấy người hẹn hò nữa. Các bạn thích thì các bạn mua thôi, gửi bạn bè ở Việt Nam tới mua. Mình hồi giờ mình cũng gặp mấy bạn rồi, cứ hứa hẹn và rốt cuộc không có thấy nên thôi. Bạn nào muốn mua thì mua thôi, gửi qua gửi lại rồi cái rồi cứ lý do này lý do kia mất công lắm. Ok bạn Ngô Văn Định, bạn muốn nói gì bạn nói, người ta công nhân thì mình nói công nhân chứ nói cái gì. Còn bạn muốn bắt bẻ thì cái đó là việc của bạn thôi. Ok, bạn cứ bạn bắt bẻ đi. Không thành vấn đề đâu bạn. Có hách gì đâu, cái đó là cái ngôn từ mà mình nói mà. Ok không? Còn bạn muốn bắt bẻ thì bạn cứ bạn bắt bẻ. Cái chuyện đó có chả quan trọng đâu bạn ơi. Ai cũng làm chủ thì ai làm công? Vậy thầy, ok, cái câu hỏi bạn hỏi rất là hay. Những cái người hỏi như bạn đó. Ok chưa? Mong cho thế giới có nhiều người làm chủ hơn đó. Để sao? Để những người làm công á, họ sẽ như thế nào? Họ sẽ được lương cao hơn. Còn những người hỏi như bạn là những người họ sẽ không bao giờ ra làm kinh doanh thôi. Cứ có gì gì đâu thì chính là những người như bạn là những người được làm kinh doanh thôi. Mấy thánh hỏi hãy gắn não, hãy ngắn não trước, bỏ cái tôi và tới hiện trước. Ok bạn Lê Hữu Anh Hào, cảm ơn các bạn rất là nhiều. Vậy thì bây giờ các bạn tiếp tục hỏi đi ạ. Các bạn hỏi mình đi ạ. Thì hồi chiều mình có live stream trên cái cộng đồng của Alo Guru á, thì cộng đồng đó là một cái cộng đồng về chuyên gia, thì nó có những câu hỏi rất là hay, và hồi chiều mình chia sẻ có phải quy luật đào thải phải không mày? Đúng rồi bạn Hồng Phúc ơi, nó là đừng có suy nghĩ rằng là mình ra làm kinh doanh ai làm công bây giờ, nó không phải như vậy. Khuyến khích nhiều người ra làm kinh doanh, càng nhiều người ra làm kinh doanh thì đất nước càng tuyệt vời. Tuy nhiên ai mà không trụ được, ai mà không được thì tự nhiên họ rớt thôi. Chứ làm gì có vụ mà ai cũng làm công, ai cũng làm kinh doanh, không có cái việc đó. Và chúng ta đừng bao giờ suy nghĩ cái theo cái cách mà nó lý tưởng, làm gì có cái dự lý tưởng đó. Rất khuyến khích nhiều người ra làm kinh doanh, điều đó là tốt. Các bạn có đồng ý cho mình là xã hội nhiều người ra làm kinh doanh là tốt không ạ? Tốt. Tại vì họ tạo ra công việc làm, họ tạo ra sự lợi nhuận. Các bạn chúng ta đến nay chưa, họ giúp cho những người học ở các trường ra có nơi mà làm, điều đó là tốt chứ. Đất nước Mỹ họ phát triển bởi vì có nhiều người ra làm kinh doanh. Không có lớp ở Hà Nội nha bạn Trần và Văn Khang Trần ơi. Mình không đi lòng vòng đâu. Dạy ở Sài Gòn còn chưa hết. Thầy tư vấn cho em biết đi. Tư vấn cái gì bạn? Bạn có hỏi mình gì đâu mà tư vấn. Mình có thấy câu hỏi ra. Câu hỏi gì em? Thì mình đã nói với bạn rồi đó, cái cách mình trả lời rồi đó. Ok chưa bạn Sang? Mình đã trả lời cho bạn rồi đó. Xét gì đâu?
Trả lời rất là rõ ràng rồi đó. Xét gì đâu, ai rảnh đâu xét bạn, có biết bạn là ai đâu mà xét. Mà nói là những người hỏi câu hỏi như bạn sẽ ở lại làm công. Bạn hình dung chưa? Mình trả lời chứ khó nó như vậy. Không có thấy câu hỏi của bạn, bạn hỏi rồi nó trôi đâu trên mình không có thấy. Muốn hỏi thì hỏi lại đi, mình không có thấy câu hỏi của bạn. À, ok chưa? Hồi nãy giờ mình không có thấy câu hỏi của bạn. Hồi chiều, đất nước sẽ phát triển khi những người dám đứng ra làm kinh doanh. Ok, cảm ơn bạn Lê Thiên. À, cảm ơn bạn Lê Thiên. Đặc biệt là Việt Nam của chúng ta thì cho hiện tại thì nhà nước khuyến khích là có khoảng 1 triệu doanh nghiệp. Chúng ta đã gần 100 triệu dân rồi mà chưa tới 1 triệu doanh nghiệp. Nhà nước đang khuyến khích kinh khủng, đang rất là khuyến khích, nhưng mà vẫn ít người ra làm kinh doanh quá. Và doanh nghiệp của chúng ta phần lớn là doanh nghiệp siêu nhỏ, rất là nhỏ. Các bạn thấy những nước phát triển này là nó đi liền với kinh doanh họ rất là phát triển. Đất nước Mỹ đúng không, là nền kinh tế số 1 thế giới. Trung Quốc các bạn thấy không ạ, gần đây họ phát triển được là bởi vì họ tập trung vào kinh tế, họ phát triển kinh tế tư nhân. Gần đây bắt đầu họ mới phát triển được. Các bạn thấy đất nước Trung Quốc rất là đông dân mà trước kia họ cũng đâu có phát triển đâu. Họ mới đâu khoảng 15 năm đổ lại gần đây thôi. Đất nước Nhật thì các bạn thấy không ạ, kinh tế họ rất là phát triển. Cụ thể là những cái doanh nghiệp Nhật họ qua Việt Nam của chúng ta là bạn biết rồi. Các bạn biết rồi, kinh tế Hàn Quốc họ rất là phát triển. Còn những nước không phát triển các bạn như Cộng hòa Dân chủ Nhân Triều Tiên thì họ đâu có cổ xí cho việc kinh doanh đâu. Đất nước Venezuela các bạn thấy hiện tại đang lạm phát rất là lớn, họ đâu có vụ cho kinh doanh đâu. Bạn Hiền Vũ, em nhiều lần kinh doanh và nhiều lần vấp ngã không hiểu tại sao, thầy tư vấn cho em. Có gì đâu tư vấn. Có gì đâu tư vấn bạn Hiền Vũ. Nếu mà bạn đi xe mà bạn bị té và bạn đứng dậy và bạn vẫn chạy theo cái cách đó và bạn vẫn té nữa, và bạn đứng dậy và bạn vẫn chạy theo cái đó và bạn té nữa, bây giờ mình hỏi bạn thì bạn chạy tới lần thứ 5 mà bạn chạy theo cái đó, bạn có té nữa không bạn Hiền Vũ ơi? Nếu chúng ta đã làm theo một cái cách nào đó mà chúng ta đã bị té và lần sau chúng ta đứng dậy chúng ta không có sự điều chỉnh gì hết và chúng ta vẫn cứ làm theo cái cách đó và chúng ta vẫn bị té, và chắc chắn rằng bạn làm tới lần thứ 10 và bạn làm tới thứ lần 100 mà bạn vẫn không có điều chỉnh gì thì chắc chắn là bạn sẽ bị té. Ok không bạn Hoàng Vũ ơi? Không có gì khó hiểu hết. Bạn không chịu hiểu chứ nó không phải là khó hiểu. Bởi vì bạn đã sai lầm mà bạn không điều chỉnh, bạn lại làm như vậy tiếp và bạn lại làm như vậy tiếp và bạn làm như vậy tiếp, và chừng cuối cùng là bạn vẫn té tiếp. Ok không bạn Hoàng Vũ ơi? Như vậy thôi. Thầy ơi, em vừa tốt nghiệp 12. Muốn đi học lớp của thầy thì đăng ký sao? Inbox cho mình số điện thoại. Bạn Luân Phạm ơi, rất là đơn giản vậy. Dạ đúng. Cô Ron phát triển khỏe mạnh. Em chào thầy. Em sắp rời quê Cần Thơ để học quản trị kinh doanh. Em định mở shop thời trang quần jean, nhưng em chưa đủ vốn. Em có dự định bán hàng online để vừa có vốn, vừa có cái hàng trước. Nhưng em không muốn hỏi thầy nên bán hàng Việt Nam xuất khẩu để xây dựng thương hiệu hay là bán đại trà. Mình chả hiểu bạn Yên Linh luôn. Bạn hỏi gì mà kinh quá. Em hỏi nhiều thứ quá, em gột vô một cục mình cũng rối luôn. Thứ gì nào là muốn học quản trị kinh doanh, nào là định mở shop quần jean xuất khẩu, nhưng lại không có tiền, lại dự định bán hàng online. Sao mà em dự định vậy? Em hỏi một câu hỏi cho nó 10 từ và nó ngắn gọn thôi em. Em hỏi một cục vậy cũng không biết là muốn trả lời cái gì. Phải thay đổi làm theo cách mới. Em không tự tin cho lắm. Cái người mà không tự tin thì có đi bộ cũng bị té nữa. Ok chưa? Bạn không tự tin thì bỏ tay thôi. Bạn đi tán gái mà bạn không tự tin thì bạn có tán gái được không? Bạn Hiền Vũ. Bạn kêu bạn chạy xe mà bạn không tự tin thì bạn có chạy xe được không? Cái điều nó rất là đơn giản vậy mà bạn cứ lòng vòng. Ok, chào bạn Nguyễn Văn Vượng. Từ khi nào bạn có được thì tốt. Ok chưa? Khi nào bạn hành động được thì tốt. Vâng, bạn nào có câu hỏi nào thì hỏi mình. Hồi nãy giờ phải các bạn nào có câu hỏi thì các bạn hỏi mình đi. Hồi chiều thì có nhiều bạn hỏi mình là chọn sản phẩm nào để ra khởi nghiệp.
Chào bạn Tài Bùi, sao bạn lại cảm ơn mình nhỉ? Sao em bán hàng online, sao em up không ai mua? Đúng rồi, nếu mà bạn up mà ai cũng mua thì nói thiệt với bạn Hiền Vũ á, nói thiệt với em á, thì ai cũng up và người ta cũng mua, và người ta cũng không có mua em đâu. Mất mớ gì em up mà người ta phải mua. Em mình hiểu chưa, mất mớ gì em up hàng lên Facebook mà người ta mua. Mình cũng có Facebook nè, chẳng lẽ mình up lên người ta mua à? Em thấy không? Em thấy mình, hồi nãy giờ em có mua những cái quyển sách của mình chưa bạn Hiền Vũ? Bây giờ mình hỏi em nè, hồi nãy giờ hai cái quyển sách của mình á, em có mua chưa? Em trả lời cho mình biết đi, em có mua chưa? Comment xuống đi. À, mua chưa? Hay là em có mua hai cái quyển sách của mình chưa? Em comment xuống đi. Tại sao là mua sản phẩm của bạn mà có mua sản phẩm của người khác? Thầy, bạn Hiền Vũ hãy trả lời cho mình dứt khoát là hồi nãy giờ hai quyển sách của mình bạn mua chưa? À, bạn phải trả lời dứt khoát. Em chưa mua, đúng không? Đúng không? Vậy thì các bạn thấy không ạ? Bạn Hiền Vũ mà, mình live stream nè, mình nói muốn gãy cổ nè, hồi nãy giờ bạn nghe nè mà bạn còn không chịu mua. Ok chưa? Mình nói quá trời mà bạn còn không chịu mua. Thì bây giờ mình hỏi bạn nè, mình up cái hai cái quyển sách mình lên Facebook á, mình nói Vũ ơi mua đi rồi bạn có mua không? Đi bán hàng mà cái việc up lên Facebook là bắt người ta mua. Vậy mà cũng gọi là đi bán hàng. Và nếu mà bạn vẫn còn tư duy như vậy thì bạn chỉ mà mắc sạch tiền thôi. Bạn sẽ mắc sạch tiền thôi. À, và bạn kêu mình chỉ cho bạn, mình rảnh đâu mình chỉ. Bạn phải tới lớp bạn học chứ, mình có lớp thì bạn tới lớp học chứ. Chẳng lẽ ngồi đây chỉ cho bạn à? Đó, tức là những cái tư duy như vậy á là bạn sẽ và hồi nãy giờ này mình live stream rất là nhiều nè, mình chia sẻ với bạn rất nhiều kiến thức nè. Mình kêu bạn mua sách đi mà bạn vẫn không mua. Bạn hên vô chứ? Và bạn còn đòi mình chỉ cho bạn nữa. Thì em có thấy cái vấn đề gì trong cái vấn đề của em à? Nghĩa là em muốn được nhận mà em không muốn nhận. À, em muốn nhận nhưng mà em lại không muốn. Em hình dung chưa? À, cái vấn đề đó rất là đơn giản là mình không muốn cho mà làm sao mình muốn nhận được. Em chuẩn bị khởi nghiệp thì em nên đi một mình hay cùng với đứa bạn của em? Em thì chịu đầu tư công sức, mục tiêu kinh doanh, còn bạn em thì chỉ góp vốn thôi. Ok. Theo bạn thì hai đứa em chơi hồi giờ có thân không bạn anh Trần? À, hai đứa hồi giờ chơi có hợp không? À, kinh doanh cái gì ghê gớm mà cần phải góp vốn dữ vậy? Vốn là bao nhiêu vậy? À, nó là hồi nãy giờ mình nói quá trời này mà bạn còn không chịu mua, đúng không bạn? Bạn Hiền Vũ, cái điều gì mà làm cho bạn không mua hai cái quyển sách của mình bạn Hiền Vũ? Bạn trả lời đi. Bạn thân từ nhỏ, nếu mà ra khởi nghiệp á mà hùng hạp á thì 90% á, 90% á là sẽ thất bại và sẽ tạo ra cái xung đột với nhau. À, ok bạn anh Trần, 90% đâu khoảng có 10% á là sẽ như thế nào à? Sẽ kết nối được với nhau thôi. À, vì sao ạ? À, vì khi vì khi mà hai người mà góp vốn nhau á, à, nó sẽ gặp cái gì ạ? À? Tại vì bản thân em cũng chưa có kinh nghiệm kinh doanh, bản thân người kia vẫn chưa có kinh nghiệm kinh doanh, cả hai người đều không có kinh nghiệm kinh doanh, thì nó sẽ dẫn đến hàng loạt những cái mâu thuẫn nó rất là nhỏ trong kinh doanh mà hai người tụi em chưa biết cách giải quyết, và nó dẫn đến những cái mâu thuẫn với nhau. À, phần lớn làm ăn hùa với nhau á là phải là hai người rất có kinh nghiệm trong kinh doanh, họ đã hiểu với nhau rồi, họ hiểu cái cách giải quyết những cái khúc mắc với nhau, thì lúc đó
họ mới như thế nào à? Họ mới làm ăn với nhau được, tức là họ có cái kinh nghiệm giải quyết những cái mâu thuẫn với nhau. À, ví dụ là người này nói thì họ không có bị quan điểm, mà họ biết là người này nói vì cái mục tiêu kinh doanh ABC gì đó, thì tự nhiên bắt đầu họ mới giải quyết nhau và họ cùng nhau họ gạt bỏ đi những cái quan điểm cá nhân, họ tập trung vào. Còn không á, mà những cái người mà mới ra khởi nghiệp mà rất là non trẻ mà hùng hạp nhau là phần lớn là họ có thể là cái việc kinh doanh không có thất bại đâu, mà họ thất bại trong mối quan hệ, họ cãi nhau, họ hơn thua, họ vì cái tôi, và những cái nguyên nhân đó nó sẽ dẫn đến thất bại trong kinh doanh, thất bại trong hùng hạp. Bạn có nhận ra điều này không ạ? À, nếu mà bạn không nhận thì bạn cứ bạn làm đi, và bạn làm bạn lãnh ra hiệu quả thì bạn sẽ biết ngay à. À, ok chưa? Vậy thì à, mình nói một cái module tiếp là chọn sản phẩm để ra khởi nghiệp. À, chọn sản phẩm để ra khởi nghiệp. À, vậy thì à, rất là nhiều bạn có hỏi là em chọn sản phẩm nào? À, thì một trong những cái bài, một cái điều mà mình gửi đến các bạn là khi bạn ra khởi nghiệp bạn phải có năng lực để chọn ra được sản phẩm. Nếu mà bạn không có năng lực tạo chọn ra được sản phẩm thì rõ ràng là bạn đã bị vướng. Ví dụ để mình đọc cái câu hỏi này của bạn Hữu Hào: theo thầy thì luật nhân quả và phước đức có tác động gì trong kinh doanh và khởi nghiệp không thầy ơi? À, sorry bạn Hữu Anh Đào, à, mình không giỏi về nhân quả và phước đức, ok chưa, nên mình không trả lời được cái câu hỏi này nha. Mình không phải là nhà Phật, nhà Pháp, nên là cái câu hỏi này mình bó tay rồi. À, em vô em hỏi mấy cái người mà họ giỏi Phật Pháp á. Mình đâu có giỏi Phật Pháp đâu. À, mình chỉ biết là kinh doanh là phải có kiến thức, phải có kỹ năng thôi. Còn cái chuyện mà nhân quả rồi chứ thì để những cái người mà giỏi về Phật Pháp họ sẽ trả lời. À. À, chào bạn Cội Nguồn, ok chưa? Em cảm ơn thầy nhiều. Tháng 10 này em sẽ về học lớp thầy và mua sách thầy. Giờ em đang ở sinh nhật, ok. À, cảm ơn bạn rất là nhiều. Vậy thì bây giờ mình nói về cái một sản phẩm chút xíu. À, có nhiều bạn là cứ nói rằng là em chọn cái sản phẩm gì. Các bạn thấy không ạ? À? À, chúng ta có hàng ngàn cái sản phẩm. À, mà các bạn không chọn được sản phẩm gì thì rõ ràng à, các bạn đang có cái vấn đề. Vậy thì cái vấn đề là không phải là bạn chọn được cái sản phẩm gì, mà cái vấn đề ở đây á. À, cái vấn đề ở đây á là bạn đang gì à? Bạn thực sự không biết mình đang muốn cái gì. À, và những người mà họ thực sự họ không biết mình muốn cái gì á, thì họ không thể chọn được sản phẩm. Người mới khởi nghiệp tư duy cần thiết phải có là gì vậy thầy? Thì phải có là kinh doanh chứ cái gì đâu nữa em. Bạn muốn ra khởi nghiệp thì cái tư duy bạn cần phải có là bạn là phải tư duy của người làm kinh doanh. Ok chưa? Chứ chẳng lẽ muốn ra khởi nghiệp tư duy là người làm công? Hoặc muốn ra khởi nghiệp tư duy là người đi tu? Hoặc muốn ra khởi nghiệp tư duy là người làm chính trị? Nó không phải vậy. Tư duy phải là người làm kinh doanh. Em mua 2 quyển sách của anh rồi. Phụ bán nước mắm của anh giống lúc em đi bán máy lọc nước. Nhiều bài học trong sách tạo cho em thêm động lực. Dám ra khởi nghiệp tuyệt vời. Bạn Văn Khang. Cái còn lại là em phải trao dồi kiến thức về kinh doanh. Điều đó rất là tốt. Cái sản phẩm ra khởi nghiệp. Mình nói cho bạn về sản phẩm ra khởi nghiệp. À, nó là mình nói đi nói lại với các bạn rằng à, nếu các bạn không có khả năng chọn sản phẩm để mà mình bắt đầu thì rõ ràng đó là một trong những cái năng lực mà bạn đã không vượt qua được ngay từ đầu. Một người có khả năng tán gái thì người đó phải có khả năng chọn cô gái nào để tán. Ở Sài Gòn này hàng triệu cô gái mà bạn không có khả năng bạn chọn cái cô gái nào để tán thì đó điều đó có nghĩa là thực sự là bạn cũng chưa biết là bạn muốn nào. À, có một cái câu chuyện rất là vui. À, có con chuột hôm đó nó gặp con thỏ và nó hỏi tao thấy có 3 con đường thì mày chỉ cho tao đi cái con đường nào. Con thỏ nó mà hỏi con chuột là thực sự là mày muốn đi đâu. À, thì con chuột nó mới nói con thỏ rằng là tao cũng chưa biết tao muốn đi đâu. Thì con thỏ nó nói với con chuột nó nói như vậy nè: vậy thì mày muốn đi đường nào nó cũng như nhau, mày hỏi tao làm cái gì? Các bạn hình vô nhung chưa? Nếu các bạn nào đó mà đang xem online này mà bạn không trả lời được là thực sự là bạn đang muốn kinh doanh cái sản phẩm gì thì mình nói với các bạn rằng bạn chọn sản phẩm nào kinh doanh cũng vậy đó. Bởi vì bạn có biết bạn muốn cái gì đâu thì cái sản phẩm nào như bạn như nhau đó, tức là
bạn không có trả lời được câu hỏi là ở bên trong bạn muốn cái gì. À, vậy thì chúng ta phải xem trên cơ sở nào à? À, chúng ta đam mê về cái gì, chúng ta thích về lĩnh vực gì. À, trong từ nhỏ tới lớn giờ chúng ta trải nghiệm bao nhiêu cái sản phẩm rồi, các bạn đồng ý ra điều này, thực sự là bạn đam mê cái gì và cái sản phẩm của bạn nó có phù hợp với khởi nghiệp hay không. À, sản phẩm của bạn có phù hợp với khởi nghiệp hay không. À, sản phẩm của khởi nghiệp nó có phù hợp với khởi nghiệp hay không, nó phù hợp với nguồn vốn các bạn đang có hay không. À, nó phù hợp với những cái kiến thức, những cái kinh nghiệm, những cái khả năng để bạn bắt đầu được hay không. Các bạn biết là hồi xưa vì sao mình chọn đi kinh doanh nước mắm, nó rất là đơn giản, bởi vì cái sản phẩm nước mắm hồi đó nó giúp cho mình bắt đầu được. Tại sao nó giúp cho mình bắt đầu được? Bởi vì Cam Ranh cái quê mình thời đó là cái quê có nước mắm, đó là điểm thứ nhất. Cái hai là từ nhỏ tới lớn giờ mình dùng nước mắm là mình hiểu nước mắm. Cái thứ ba là nó không cần vốn lớn, mình lấy một ít rồi mình đi bán, rồi mình về mình đảo lại mình lấy tiếp mình đi bán. Các bạn hình dung chưa? Tức là nó làm cho mình bắt đầu được. Có những bạn nói là em có sản phẩm A, em có sản phẩm B, em có sản phẩm V, em không biết chọn sản phẩm nào. Vậy kêu giúp em cho em chọn với. Mà nói là cái sản phẩm nào nó giúp cho em bắt đầu được. Và cái sản phẩm nào nó giúp cho bạn bắt đầu được thì ok, bạn bắt đầu từ cái sản phẩm đó. Nếu mà bạn muốn chọn sản phẩm C, mà sản phẩm C phải rất cần rất nhiều điều kiện để bắt đầu được, thì bạn cứ chọn sản phẩm C thì bạn cũng đâu có đi được. Các bạn đâu đi ra được nào mà. À, bạn hình dung ra điều này chưa? Cái bạn Văn Trần này hồi nãy giờ nói đi nói lại hoài cái chỗ này, mà giờ bạn lại hỏi cái câu này. À, nó là cái vấn đề ở đây là bạn không phải bạn chọn được sản, bạn không chọn được sản phẩm, bạn không biết kinh doanh sản phẩm gì. Vấn đề ở đây là không phải là bạn bạn không biết chọn cô gái nào để bạn cua, nó không phải là nằm ở vấn đề đó, mà vấn đề ở đây là thực sự là bạn chưa biết thực sự là bạn muốn cái gì. Cái thứ hai, nếu bạn đam mê sản phẩm đó, bạn thích cái sản phẩm đó, mà cái sản phẩm đó nó không làm cho bạn bắt đầu được, thì sao ạ? Thì bạn phải chọn cái sản phẩm khác. Cái sản phẩm nào nó giúp cho bạn bắt đầu được đó. À, còn sản phẩm mà bạn không bắt đầu được thì bạn có muốn có đâu có được đâu. À, nên là hãy chọn những sản phẩm và lĩnh vực giúp cho bạn bắt đầu được. À, cái sản phẩm nào mà nó giúp cho bạn bắt đầu được thì bạn hãy chọn ngay cái sản phẩm đó. Có nhiều bạn cứ điên cuồng với sản phẩm, em thích, em đam mê sản phẩm đó, nhưng mà sản phẩm đó nó không giúp cho bạn bắt đầu được. À, nó dựa trên những cơ sở là bạn chưa có kinh nghiệm về lĩnh vực đó, bạn không có truyền thống về lĩnh vực đó, bạn cần phải đầu tư rất lớn về lĩnh vực đó, mà nguồn lực bạn hiện tại chưa đủ, thì bạn cứ chọn sản phẩm đó, bạn có đâu có ra làm được đâu. Bạn nói ra điều này chưa? Mình nên chuẩn bị những gì để tác động của cách mạng 4.0 trong kinh doanh. Bây giờ mình hỏi các bạn, cách mạng 4.0 nó là cái gì? Bạn Lưu Hào, tức là những câu hỏi rất là chung chung nó như vậy, chứ cuối cùng sẽ không trả lời được đó. Mình hỏi bạn nè, bạn hiểu như thế nào là cách mạng 4.0? À, còn nếu mà bạn chưa hiểu thì thực sự cái câu hỏi này nó chẳng mang cái gì hết. Ok, bạn Phước Trương, cảm ơn các bạn rất là nhiều. Cảm ơn, hồi nãy giờ mình live stream cũng đã dài rồi. Cảm ơn các bạn đã xem live stream của mình. Bạn nào mà muốn sở hữu hai cái quyển sách của mình, quyển sách Vượt Biển Lớn và quyển Mỗi Ngày Một Chút Thôi, thì các bạn hãy inbox số điện thoại xuống và sách sẽ được giao đến nhà các bạn trên khắp mọi miền đất nước. Hai quyển sách là 210.000 và free ship cho các bạn sẽ được ép vào những cái group riêng. Trong thời gian này là sách sẽ được giao đến nhà các bạn, sẽ được thu phí tại nhà luôn, nên các bạn không cần phải gửi tiền trước được gì hết. Cái còn lại là các bạn chỉ cần inbox cái số điện thoại thôi. Và cái tiếp theo nữa là thứ năm này có cái lớp mình chia sẻ về khởi nghiệp miễn phí, và các bạn inbox cho mình số điện thoại để các bạn tham gia học, bạn nào ở thành phố Hồ Chí Minh và ở các tỉnh lân cận. Và nếu bạn nào ở Sài Gòn thì có thể là bạn sắp xếp cuối tuần nay bạn tham gia cái lớp làm chủ doanh nghiệp khóa 149.
sẽ có khoảng 80 bạn đăng ký tham gia cái khóa học này. Cảm ơn các bạn đã xem cái chương trình mình liên tục hồi nãy giờ. Và mình tin rằng thông qua cái chương trình này sẽ giúp cho các bạn kết nối được nhiều người hơn, các bạn khát khao ra khởi nghiệp hơn, và những buổi tối phù hợp mà mình rảnh thì mình sẽ dành thời gian mình chia sẻ các bạn nhiều hơn. Cảm ơn những câu hỏi của thú vị các bạn tối hôm nay. Bạn nào lần đầu tiên xem livestream mình thì hãy comment số 1 và mình sẽ kết nối với các bạn nhiều hơn. Cảm ơn các bạn, chúc bạn buổi tối ngủ rất là ngon. Bạn nào mua sách thì các bạn hãy comment số điện thoại xuống cho mình nhé. Bye bye các bạn, cảm ơn các bạn.